Ủa đâu vậy ăn gì? Cái đó là nằm trong cái chương trình huấn luyện chuyên sâu, cái chiến lược lời từ khi mua. Còn em đi đầu tư xuất phát điểm em giống như anh, nhưng từ 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 em sẽ bị anh bỏ rất là xa. Hồi nãy giờ cũng tốn khá nhiều cái thời gian của anh tí xíu, nhưng mà lỡ rồi thì sẵn tiện anh cho em hỏi thêm một câu nữa được mà. Hỏi nữa hả? Dạ. Lỡ rồi. Nhưng mà đây cũng không phải là câu hỏi của riêng cá nhân em, đây là câu hỏi của rất nhiều người theo dõi kênh cũng đang thắc mắc. Thì hôm nay tốn xíu thời gian của anh Hiệp thì sẵn thì mình hỏi luôn một lần. Lại bào. Dạ đúng rồi. Em thấy trong đầu tư á, trong việc kinh doanh này kia thì anh luôn có 43 cái tiêu chí và hơn 40 cái chiến lược. Thì nhiều người nói là sao mà nó nhiều tiêu chí lại nhiều chiến lược quá. Thì anh có thể chia sẻ về cái vấn đề này cho em cũng như tất cả các khán giả theo dõi kênh của anh tí xíu được không? Chú bào vậy hả? Lỡ rồi. Bị sao vậy? Dễ ăn. Của đâu dễ ăn gì? Cái đó là nằm trong cái chương trình huấn luyện chuyên sâu. Đó là bí mật. Sao mà dễ chia sẻ vậy? Nhưng mà không, cái đó là người ta sẽ nói như vậy nha em nha. Trời nó thùng nha mọi người. Người ý là anh đang ở một cái trạng thái là người ta sẽ nói với em như vậy, bởi vì người ta sẽ không có sẵn sàng chia sẻ với em đâu. Bởi vì thực tế là nó nằm ở trong cái những cái khóa huấn luyện chuyên sâu thật. Và đối với anh thì khác. Đối với anh thì khác, thì anh sẽ chia sẻ cái điều này. Và em biết cái điều này đã mang lại cho nhiều nhà đầu tư lắm ở trên khắp toàn quốc là những cái thắng lợi rất là lớn. Bởi vì khi anh làm ra một cái bộ công cụ nó rất là rõ ràng, gồm có 43 cái tiêu chí để mà đi mua một bất động sản, thì em dễ lắm, y như là em lựa quần áo đó. Ha, em chỉ kéo lên thôi rồi em chọn vô cái mẫu nào mà em muốn, kiểu như vậy. Rồi anh có 40 cái chiến lược đầu tư, thì khi đi đầu tư bất động sản hay làm bất kể một cái gì thì em đều phải có chiến lược, đúng không? Thì anh soạn sẵn ra, phân tích ra, hướng dẫn ra 43 cái chiến lược làm sao để giúp em đầu tư hiệu quả. Và cái chiến lược này nó có cái sự linh hoạt. Linh hoạt là cái gì? Tùy vào cái thời gian khác nhau, tùy vào bối cảnh khác nhau, bối cảnh kinh tế, rồi nhu cầu của xã hội, rồi hành vi người tiêu dùng vân vân, và chính cái điều kiện của mình nữa, thì em sẽ áp dụng chiến lược nào cho mỗi thời điểm là nó phù hợp. Cái điều thứ hai, cái sự linh hoạt là những chiến lược này có thể mix với nhau, tức là không có những cái chiến lược nó rời rẽ mà nó sẽ đi chung với nhau, để nó cộng hưởng, nó tạo ra một cái giá trị nó lớn hơn. Và đương nhiên để mà học được cái chương trình này thì cái người học sẽ tham gia vào những cái khóa học ít nhất là 3 tháng hoặc 6 tháng trở lên. Thì tức là anh có nhiều cái cấp độ học, cái mức học khác nhau á. Tuy nhiên hôm nay trong cái video ngắn này, hôm nay thì anh sẽ bật mí một cái chiến lược rất là quan trọng và nó mang lại cái tính hiệu quả ngay tức thì cho người mua bất động sản. Chứ anh không nói về nhà đầu tư nhé. Người mua bất động sản tức là em có nhu cầu mua thì em cứ sử dụng chiến lược này, nó sẽ mang lại hiệu quả cho em rất là nhiều. Rồi, ok. Cái chiến lược đó có tên gọi là lời từ khi mua. Rồi, nghe đến đây sẽ có một số anh chị sẽ nói à, cái chiến lược này tôi nghe hoài, thậm chí là tôi làm rồi. Đúng rồi, nó không lạ. Nhưng cái quan trọng là cái khả năng mình sử dụng cái chiến lược này nó là bao nhiêu. À, tức là có người cũng lời từ khi mua được 10 triệu cũng là lời từ khi mua. Nhưng mà anh thì thường không nằm ở con số đó. Anh sẽ nằm ở con số nó lớn hơn rất là nhiều. Em có nhớ là cái bữa trước cái mảnh đất bán có mấy trăm triệu mà kiên quyết là cứ bạn nào vô là sẽ đuổi về. Nhưng mà khi mà anh tới tự nhiên là giảm thêm 80 triệu nữa. Có mấy trăm triệu mà giảm 80 triệu rất là lớn, đến mười mấy phần trăm nữa. Mà trước đây là từ 700 mấy đúng không? Xuống 600, rồi xuống rớt xuống nữa đúng không? Thì em thấy là khi anh xuất hiện tự nhiên nó mang lại cái giá trị rất là lớn và anh không chèn ép bất kể một điều gì cả. Thì nhưng họ cảm thấy là à, cái này khi mình bán được mình còn vui nữa ha. Thì đó là cái kết quả thực tiễn mà anh đã làm. Thì cái chiến lược lời từ khi mua này nó khi em áp dụng được thì cái giá trị mang về rất là lớn, đặc biệt ở trong bất động sản. Và bật mí thêm một cái ngoài lề, một cái là không chỉ ở trong bất động sản mình mới áp dụng được chiến lược này nha, mà cái tính linh hoạt á, cái việc ứng dụng cho nhiều cái phương pháp khác ở nhiều cái lĩnh vực khác cũng được. Ok, và riêng về bất động sản thì chiến lược lời từ khi mua nó phải phụ thuộc thêm vài yếu tố sau đây. Cái yếu tố thứ nhất là em phải biết định giá được cái khu vực đó. Ví dụ như là cái tài sản ở cái khu vực này nó đang là 10 đồng, bây giờ em lời từ khi mua
thì em sẽ mua nhỏ hơn 10 đồng, đúng không? Chứ bây giờ người ta đang rao cái chỗ này đến 20 đồng trong khi giá trị thật của nó có 10 đồng. Em lại áp dụng chiến lược lời từ khi mua của anh chia sẻ, em vô em trả người ta 15 đồng. Xong sau đó người ta nói thực ra người khác trả cho tôi 16, 17 đồng từ bữa đến giờ, nhưng mà họ thanh toán họ mệt quá, tôi không thích. À, cái ông kia ổng tới ổng làm cho tôi cảm thấy bực bội quá, cho nên ổng trả có 17 đồng thì tôi cũng đuổi ổng về. Nhưng mà anh là tôi rất là thiện chí đó, nên là thôi anh bán cho em 15 đồng cũng được, thôi bây giờ tiến hành đặt cọc nha, em phải đặt cọc cho anh. Nhưng mà riêng cái phần của em là vì anh bán rẻ cho em hơn ông kia, cho nên là em phải đặt cọc cho anh đến 5 đồng anh mới bán nha. Thế thì em sẽ thấy là ồ, mình đang được món hời mà thôi mình đặt cọc cho ông này 5 đồng. Xong sau đó về mới ngẫm đi ngẫm lại, à cái phương pháp điều tra định giá lập bản đồ giá của anh Hiệp bữa anh nói mình làm chưa ta, mới bắt đầu mới gọi chuyên gia hỏi, chuyên gia mới nói là không, cái lô của anh chỗ đó có 10 đồng thôi, anh mua 15 đồng là lời từ khi mua, mà ông chủ bán ông lời chứ không phải anh lời. Đúng chưa? Yeah. Chứ là đầu tiên em phải nắm giá được cái khu vực đó. Cái yếu tố thứ hai là em phải có phương pháp về mặt đàm phán. Đàm phán ở đây anh cứ nhắc mọi người hoài rồi là đàm phán không có nghĩa là mình đi chèn ép, và đàm phán nó rộng hơn, nó sâu hơn là việc trả giá rất là nhiều. Em thì làm trong ngành em sẽ hiểu, có nhiều người tới trả giá người ta không bán, nhưng mà có người khác tới gọi chính xác nó là đàm phán thì người ta sẽ bán, thậm chí giá tốt hơn. Vậy nó khác nhau ở phương pháp. Vậy thì yếu tố thứ hai là em phải biết cái phương pháp đàm phán. Thì em xác định được là cái chỗ này giá tối đa của thị trường là 10 đồng thôi. Em biết phương pháp đàm phán thì em sẽ đàm phán làm sao nó dưới 10 đồng. Vậy cái kỹ năng em cần có thêm đó là phương pháp về đọc vị. Phương pháp đọc vị. Đọc vị không có nghĩa là mình đi soi mói hoặc là mình tìm ra cái điểm xấu, điểm yếu của người ta để mình chèn ép. Mình đọc vị để mình thấu hiểu được cái người bán á, là họ muốn cái gì, và mình có thể giúp được họ giải quyết được vấn đề gì. Cho nên em thấy là khi mà anh đi làm bất động sản, mà khi anh gặp trực tiếp với lại người mua hoặc là thậm chí người bán luôn, nhiều khi anh đi giúp họ để giải quyết một vấn đề gì đó trong cuộc sống của họ, chứ nó không có liên quan đến cái việc là buôn bán bất động sản, em thấy đúng không? Anh vào anh giúp gia đình của người ta trở nên công việc kinh doanh nó tốt hơn nè, rồi gia đình có những cái xào xáo khúc mắc gì đó thì anh vào anh giúp cho người ta trở nên cuộc sống người ta hài hòa, nó yên ổn, nó hạnh phúc hơn, thì rõ ràng người ta sẽ có xu hướng muốn để bên mình bán hơn. Và kể cả người mua cũng vậy, anh giúp cho người mua có cái chiến lược kinh doanh, nó gia tăng được doanh số, nó bán được nhiều hàng hơn, có nhiều lợi nhuận hơn, thì rõ ràng cái người mua cũng sẽ có xu hướng mua bên công ty mình hơn, em thấy đúng chưa? Thì đó là cái phần đặc biệt, là cái yếu tố thứ ba. Cái yếu tố thứ tư nữa là em phải biết là cái khu vực đó có nhiều tài sản bán hay không, nó có tính khan hiếm hay không. Ví dụ như là cái chỗ đó ở ngay cái làng chài Mũi Né đi, tức là làng chài Mũi Né là được thành phố Phan Thiết đang làm lại rất là đẹp, ngay chỗ Nova Hill á, thì nó có một cái đoạn chút xíu ở làng chài, tức là cái tính khan hiếm của cái khu vực nó rất là ít, cho nên là cái giá ở đó rất là cao. Vậy thì mình phải biết được cái thị trường, cái nguồn cung ra thị trường, cái tâm lý người bán họ có hiểu được cái thông tin này hay không, họ đang nằm ở cái mức độ nào của việc hiểu. Hiểu nó cũng có nhiều cấp độ khác nhau lắm, đúng không? Thì mình sẽ có những cái chiến lược khác nhau. Tóm lại là có rất là nhiều cái kỹ thuật và các yếu tố về mặt thông tin để giúp em mua một bất động sản nó trở nên nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Nhưng nếu em chỉ có một kỹ thuật không thôi thì nó sẽ không đủ dùng. Nó một cái kỹ thuật không thôi thì nó giống như là em có cái ly nhưng mà nó chưa có nước, tức là em sẵn sàng để đựng nước rồi nhưng mà em chưa có cái yếu tố để đổ nước vào thì vẫn chưa phát huy được cái tác dụng. Cho nên là cái chiến lược lời từ khi mua này nó cực kỳ hiệu quả luôn. Và khi em sử dụng được chiến lược này nhá, thì không phải là em mua được giá tốt không, em được mua bất động sản tốt nữa nè, rồi em có cơ hội bán hàng nhanh hơn đối thủ. À, cái chỗ này hiểu không? Hiểu cơ hội bán hàng nhanh hơn đối thủ không? Hiểu lờ mờ đúng không? Hiểu lờ mờ. Bây giờ anh chia sẻ là tại sao nè. Hai cái sản phẩm này nó giống nhau, nó nằm gần nhau, nhưng mà em không có biết phương pháp, cho nên em mua sản phẩm này với giá 10 đồng. Anh biết phương pháp, anh mua sản phẩm này với giá 9 đồng là anh rẻ hơn em được 1 đồng. Nhưng mà sau này á, khi mà bán ra ngoài thị trường á, cho là 3 năm sau anh với em cùng bán đi, thì cái biên độ lợi nhuận của anh tính ra là lợi 3 năm thì anh lợi được 50%,
nha. Dạ. Anh cộng thêm 150% giá vào đây là anh sẽ lợi 1.5 lần. Anh mua 9 đồng thì anh bán lời thêm 4.5 đồng nữa thì anh bán 13.5 đồng thôi, là anh được 50% rồi. Trong khi đó là em mua 10 đồng em phải bán lời thêm 5 đồng, là em bao nhiêu? Em phải bán 15 đồng em mới đạt cái kỳ vọng của em, đúng không? Thì rõ ràng anh bán 13.5 đồng, em bán 15 đồng, em cao hơn anh 10% mất rồi. Thì rõ ràng khả năng bán hàng của anh cao hơn em rất là nhiều. Dạ. Em thấy đúng chưa? Vậy thì nếu mà trong cuộc đua này anh chỉ hơn em một chiến lược duy nhất thôi thì rõ ràng em thất thủ với anh rồi. À, cái này anh chưa nói đến cái việc là thuế nhé. Thuế anh đóng ít hơn em. Có phải vậy không? Anh bán, anh đóng thuế ít hơn em phải đóng thuế nhiều hơn anh. Dạ. Vậy tổng số tiền em thu về em thua anh rồi. Nếu em cũng bán được luôn nhưng mà tổng số lợi nhuận về anh gọi là ROI, tức là Return on Investment, tức là cái tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ á, là của em thấp hơn anh rồi và em phải đóng thuế nhiều hơn anh nữa. Còn tính hiệu quả của em nó đang rất là thấp, em thấy đúng chưa? Yeah. Và vì anh bán được trước em, chắc chắn anh bán rẻ bán được trước em. Vì khách hàng đi mua phải dò giá chứ. Yeah. Họ sẽ chọn sản phẩm của anh, đúng không? Khi anh bán được trước em thì anh lại gì? Anh bắt một cái cơ hội khác tiếp tục qua một mảnh đất tiếp theo. Anh sẽ mua trước em, giá anh vẫn tiếp tục tốt hơn em. Và cứ thế thì anh nói nó là lũy tiến. Thì từ từ cái công việc của anh nó tốt hơn rất là nhiều. Còn em đi đầu tư xuất phát điểm em giống như anh, nhưng từ từ em sẽ bị anh bỏ rất là xa. Đó mới chỉ là một chiến lược thôi. Ghê chưa? Yeah. Chẳng nên là ở trong đầu tư bất động sản á, là mình phải phân tích rất là rõ, rất rõ từng yếu tố một. Và trong một thời điểm em phải sử dụng công cụ nào nó phải rất là rõ nét. Và cái công cụ này thì cần cứ tư duy nào để sử dụng công cụ đó. Bởi vì anh soạn ra là 43 cái tiêu chí để mua bất động sản ha. Thì em sẽ tìm khắp Việt Nam không có. Bởi vì cái quá trình anh tích lũy, học tập, giảng dạy rất là nhiều năm, và mình thực chiến chứ không phải là ngồi nói lý thuyết, thì anh hướng dẫn ra được 43 cái tiêu chí. Anh soạn ra được 43 cái tiêu chí này. Nhưng em phải có tư duy để sử dụng. Chứ còn nếu anh đưa cho em mà anh không hướng dẫn sử dụng, không có bạn hướng dẫn sử dụng thì em cũng thua. Tức là ví dụ như anh đưa cho em một chiếc siêu xe, nhưng mà em chưa có biết lái xe thì em thua, em đâu có điều khiển được cái siêu xe đó đâu. Thậm chí em gây hại, đúng không? Có khả năng nguy hiểm. Thì nó giống y chang vậy thôi. Cho nên là phải có tư duy để sử dụng. Và khi có em biết cách sử dụng rồi thì em phát huy được cái vai trò cái siêu xe rất là mạnh, tăng tốc rất là nhanh, vượt xa đối thủ nếu em cần tăng tốc. Thì đó là cái phương pháp anh đang làm. Sao? Dạ. Tâm phục khẩu phục chưa? Sáng nay lúc nãy khi mà trong cái tiêu chí này anh có phân tích đó, thì em thấy anh có nhắc tới cái việc mà đầu tư bất động sản thực chiến nè, hoặc là cái đàm phán, hoặc là cái đọc vị khách hàng đó. Thì đợt vừa rồi em thấy anh có những khóa học đó, thì bây giờ sẵn cho em hỏi là những cái khóa học đó của anh thời gian này có còn giảm giá nữa hay không ạ? À, khóa học, đúng rồi, anh nhớ ra rồi. Có nhiều người hỏi là ủa anh Hiệp ơi, bây giờ anh có bao nhiêu khóa học mà dạy ai, dạy như thế nào, rồi rất là nhiều cái thông tin. Thôi cái phần mà chia sẻ những cái kỹ năng hoặc là một cái kỹ thuật ở trong 40 cái kỹ thuật để đầu tư bất động sản ha, 40 phương pháp đầu tư thì qua rồi. Bây giờ phần này là anh chia sẻ một số cái nội dung và cái lợi ích của khóa học thôi. Thì nếu anh chị quan tâm đến cái kiến thức và kỹ năng nào thì có thể xem để đó thôi cũng được, chứ không nhất thiết là Hiệp đang quảng cáo khóa học đâu, mà để chia sẻ là nếu mọi người cần thì biết tìm nó ở đâu và tìm ai có thể có cái điều này cho anh chị thôi, chứ còn không nhất thiết là mình phải học ngay. Thì anh sẽ dạy ba cái đối tượng. Cái đối tượng thứ nhất đó là đối tượng tổng quan, bởi vì em hiểu anh là dân kinh tế. Yeah. Thì anh sẽ dạy về bán hàng, dạy về kinh tế nói chung, dạy về marketing, đó là mass tất cả các ngành luôn nha em nhé. Yeah. Từ thời trang, ăn uống, rồi rất là nhiều thứ khác nhau anh đều dạy và tư vấn chiến lược. Đó là cái tổng quan. Còn riêng phần bất động sản thì anh chia làm hai nhóm. Bất động sản nhóm thứ nhất đó là anh dạy cho môi giới, bởi vì công ty mình cũng là công ty môi giới nè. Cái điều thứ hai nữa là anh là người dạy về sale, về marketing, về bán hàng, về chiến lược, cho nên là anh dạy về môi giới để họ biết cái phương pháp làm sao làm cho nó đúng, nó hiệu quả, nó mang lại hiệu quả cho họ và cho khách hàng. Đó là về môi giới. Còn về khách hàng thì anh có rất là nhiều gói khác nhau. Về khách hàng mà mua đất á, người mà muốn có nhu cầu đi mua đất nha em nha. Ví dụ như là có cái cô bữa học của mình là cô mua đất để cô dùng thôi, chứ cô không có phải là mua đất để đầu tư, đúng không? Nhưng cô vẫn học để làm gì? Để cô không có bị người ta lừa. Em thấy không? Anh em mình đi thấu xuống dưới Hóc Môn vào trọc thằng ổ, đúng chưa?
Thì nói vậy thôi là mọi người biết rồi. Cho nên là anh có rất là nhiều khóa học. Ví dụ như là mua đất thì em sẽ học cái khóa anh khuyến khích nhất là khóa bậc thầy đầu tư bất động sản thực chiến. Ở đây có yếu tố thực chiến, tức là anh sẽ trang bị một cái công cụ, một bộ công cụ. Mình sắc cái bộ công cụ này ra ngoài thị trường, mình biết là mình muốn mua với tài chính bao nhiêu, muốn mua để làm gì, thì mình sẽ chọn nó ở đâu, khu vực nào, làm việc với ai, làm việc ra sao, kiểm tra giá như thế nào, thiết lập bản đồ giá ra sao, kiểm tra pháp lý ra sao, khi mà giao dịch có bao nhiêu cái yếu tố ở trong giao dịch, cần sử dụng những cái đòn bẩy con người, sử dụng đòn bẩy tài chính hay không. Nó liệt kê rất nhiều hàng trăm cái công cụ ở trong cái khóa học này, em thấy đúng không? Và sẽ lấy từng cái công cụ ra để làm. Thì những cái người mà mua bất động sản bình thường thôi thì anh nghĩ là nên sử dụng cái khóa này là hợp lý nhất. Bên cạnh đó mình có thể là học thêm cái khóa về nghệ thuật đàm phán. Nghệ thuật đàm phán, cái khóa anh có tên gọi là bậc thầy đàm phán đó, em thấy không? Thì khi đàm phán này em sẽ biết các cách tối ưu hóa cái lợi ích khi mà mình đi đàm phán với người ta. Hoặc là đọc vị khách hàng. Đọc vị khách hàng không có nghĩa là mình đi bán hàng mới đọc, mà đọc vị cái ông chủ nhà bán cho mình, ông chủ đất bán cho mình. Thì mình đọc vị để làm gì? Để mình có nhiều cái điều kiện thuận lợi diễn ra giao dịch hơn, chứ không phải để mình thuốc người ta. Rồi nếu thêm được thì học cái khóa quản trị cảm xúc. Để làm gì? Để gia đình mình nó hòa thuận hơn. Khi mà mình đi đầu tư, mình đã thành công từ ở ngoài rồi, thì cái khóa quản trị cảm xúc là khóa ở bên trong. Khóa bên trong để mình biết là cái cuộc sống gia đình mình là những người có cái nhóm, cái xu hướng gì, cái người này có xu hướng gì, cái cảm xúc nó phụ thuộc vào những cái yếu tố nào, mình có thể quản trị nó bằng cái phương pháp nào để mình quản trị ha. Có rất là nhiều cái yếu tố ở trong này. Tóm lại cái khóa này nó sẽ giúp cho mình có cuộc sống nó trở nên hạnh phúc hơn từ bên trong. Còn cái khóa anh dạy đi đầu tư là cái khóa kiếm tiền ở ngoài xã hội. Thì là đó là những cái khóa cơ bản. Còn ví dụ như là đầu tư chuyên sâu, đang nói về người đi mua đất thôi nha, nó rất là nhiều khóa. Thì em có thể là tham gia, nếu em là nhà đầu tư chuyên nghiệp, em có thể tham gia thêm hai cái khóa của anh, nó chuyên sâu hơn. Cái khóa thứ nhất là em có thể tham gia trong vòng 3 tháng. Thì trong này anh sẽ dạy em hết tất cả các kỹ thuật mà để đi mua một bất động sản bất kỳ nơi nào. Bây giờ em đang ở Phan Thiết, em đi ra Ninh Bình đi, một cái tỉnh rất là lạ đối với em. Thì em sẽ biết là đặt chân xuống em làm cái gì, làm với ai, thứ tự từng việc và phương pháp làm như thế nào. Thế em mang cái tính thực chiến nó sâu hơn là cái khóa bậc thầy đầu tư bất động sản thực chiến. Nó sâu hơn, cái khóa này nó sâu hơn. Cái khóa thứ hai là khóa coach trong vòng 1 năm. Là anh sẽ y như là cái khóa camp gì đó, anh sẽ dẫn em đi thực tế luôn. Đến từng vùng, như vừa rồi anh có hay đi á, lâu là anh đi một lần á. Thì cái vùng đó là không set up trước, đến gần cái khóa học thì anh mới set up trước, là mang em đến cái vùng đó, áp dụng những cái bài học, những cái lý thuyết anh đã hướng dẫn rồi, cộng với kinh nghiệm. Rồi xong sau đó em sẽ làm, anh sẽ là người đứng bên cạnh để hướng dẫn, để phân tích, để chia sẻ, mổ xẻ ra ưu điểm, khuyết điểm từng phần như thế nào, mình sẽ gặp phải những yếu tố nào. Bởi vì đi đầu tư nó mang cái yếu tố địa phương nữa, chứ không chỉ là yếu tố tổng quan là theo pháp luật chung, mà có yếu tố địa phương. Thì anh sẽ là người đồng hành trong suốt 1 năm. Cái nữa là khi không có anh, bây giờ tối 8 giờ có cái ông hàng xóm hôm qua, ông kêu: con ơi, bây giờ chú có cái lô đất này mà chú cần bán lắm. Bây giờ bữa trước người ta trả chú 2 tỷ rồi, mà bây giờ chú đang bán cho con có 1 tỷ 2 thôi, nhưng mà con mua giùm cho chú và con không được quyền nói ra cho ai biết hết. Bởi vì chú đang không muốn cho tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là họ hàng thân thích của chú mà biết chú bán miếng đất này là không được, vì yếu tố ABC nó tế nhị. Như vậy thì cái kỹ năng ra quyết định của em sao? Khó. Bây giờ mình ban đêm hữu hạn về mặt thời gian, đó là một cái khuyết điểm. Để gì? Khi đó là khuyết điểm thì dễ bị gì? Sai. Dễ bị sai, dễ bị rủi ro, đúng không? Rồi biết giá đất của chú làm sao, pháp lý nó làm sao, nó có cái sự cố gì không, rồi bao nhiêu yếu tố, mình kiểm soát bao nhiêu yếu tố trước khi mình ra quyết định. Và mỗi một chủng loại đất, mỗi một địa phương nó sẽ có những cái yêu cầu khác nhau, đúng không? Dạ. Vậy thì làm sao em ra quyết định? Nếu em không ra quyết định được thì em không mua. Thì có thể em mất cái cơ hội kiếm 800 triệu lời từ khi mua rồi. Nhưng nếu em ra quyết định mà sai thì em có thể mất 1 tỷ 2. Vì bây giờ đứng làm sao? Khó nhỉ. Gọi anh Hiệp sẽ bày cho phương pháp 1 là, 2 là, 3 là để xử lý vấn đề này. Để xử lý được vấn đề này, em phải cần chú ý 1 là, 2 là, 3 là. Em phải làm 3 cái yếu tố này cho anh trước khi em ra quyết định em xuống tìm cái lô đất này.
thì khi em làm đúng ba cái yếu tố này thì lúc đó anh sẽ biết là a à, cái lô đất này nó có được tiến hành tiếp tục hay là không tiếp tục, hoặc là mình lại tiếp tục là kiểm tra những yếu tố nào phát sinh trong quá trình đó. Thế là mình gì, mình nắm được cái cơ hội. Thì đây là cái chương trình coach mới có, và chương trình này diễn ra một năm đối với cái người mà đi mua bất động sản. Nãy giờ mới nói cái phần mua thôi thì có rất là nhiều cái khóa đúng không? Thì anh nói là ai mua bất động sản thì sẽ có cái khóa là bậc thầy đầu tư bất động sản thực chiến, cái khóa đọc vị khách hàng, khóa đàm phán, khóa quản trị cảm xúc, khóa chuyên sâu 1 và khóa coach 1 năm là ổn rồi ha. Còn cái phần sale cũng vậy luôn, cái bạn nào mà không biết trắng tinh, xưa giờ chưa bao giờ đụng tới bất động sản mà đi làm dễ bị chết lắm nha. Dễ bị rủi ro lắm nha, rủi ro cho chính bạn chứ không phải là đơn giản chỉ rủi ro cho khách hàng. Bởi vì sao? Khi em không kiểm soát được phần pháp lý hoặc là cái quá trình mà tiến hành giao dịch đó, mình không hiểu gì cả thì mình không thể giúp được khách hàng. Và cái người bán nếu mà họ là một người mà có kinh nghiệm giống anh đi, thì họ nhìn vào họ biết là bạn này bạn sale mới không? Không phải là biết bạn sale mới đâu, nói gì là không đúng. Mà biết rõ là bạn này không biết tí gì luôn, đúng chưa? Bởi vì mình làm nghề mười mấy năm rồi, chỉ nhìn vào hỏi ba câu thôi là biết là bạn này biết cái gì và mức độ nào rồi, sẽ không biết một tí gì luôn. Thì rõ ràng là nếu một người nào muốn gian dối hoặc muốn đưa vào trong những cái người như thế này thì quá đơn giản. Bởi vì y như là em là một người trình độ đại học đi, mà em đi giải toán của một bé học lớp 1, lớp 2 thôi thì nó quá đơn giản. Thì ở đây anh không có ý chê, nhưng mà cái độ sâu ở trong nghề nó quyết định cái sự thành bại của em và cái người mà họ tin tưởng mà họ mua từ em nữa, đúng không? Chứ đâu phải khách hàng nào cũng có cái phương pháp. Cho nên là sale cũng có những cái khóa, và có một cái khóa mà cái người mua anh không khuyến khích học, nhưng mà người bán, đó là người mà đi bán làm môi giới thì anh khuyến khích là phải học, đó là khóa Top Sales Success, tức là cái chương trình bán hàng thành công đỉnh cao. Anh thì anh sẽ có cái công thức để làm sao mà mình khi đi bán hàng mình sẽ biết thứ tự những cái bước bán hàng, có 8 cái cấp độ bán hàng khác nhau, hoặc là có 8 cái bước để em bán hàng cho khách. Và đương nhiên tất cả những cái chương trình này nó phải dựa trên cái yếu tố là mang lại giá trị cho khách hàng trước rồi mình mới được hưởng. Còn ai mà có cái xu hướng là à muốn mình được hưởng trước cái đã rồi khách hàng kệ đi thì anh thua, anh không làm được cái chương trình này nha. Anh không làm được chương trình này. Thật ra anh là nhà đào tạo, nhưng anh chỉ đào tạo những thứ chính quy được, còn những thứ black anh không đào tạo được, hoặc có biết thì anh cũng không đào tạo. Anh chỉ chia sẻ để làm gì? Để mình biết mà mình né thôi. Ví dụ như anh hay chia sẻ cho em hàng trăm cái trường hợp mà có thể bị lừa đảo khi mà mình mua bất động sản, khi mình bị non. Thì lâu lâu anh cứ phân tích một lần, lâu lâu anh phân tích một lần, đúng không? Nhưng tuyệt đối mình không bao giờ được phép làm những cái chương trình đó, mà mình chỉ biết để mình làm gì? Mình né hoặc mình giúp khách hàng né. Thấy thấy đúng không? Như là một cái miếng thanh long bay, anh cứ kể cái miếng này em biết trước. Cái miếng đối diện thanh long bay nó đang bị pháp lý bán có nửa giá thị trường. Bản thân anh rao bán xong, có người chuyển cọc xong, anh cứ thắc mắc là ủa sao nó kỳ vậy ta, có một cái điều gì đó bất thường. Rồi mình tự về mình tự check thôi, mình tự check luôn, check ba cấp, từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp địa phương luôn. Rồi mình thấy à nó lòi ra là cái chỗ này nó đang bị sự cố, cho nên là mình ngưng lại. Và nếu anh chị nào mà xem kênh của Hiệp, đâu đó Hiệp nhớ khoảng 2 năm trước Hiệp có bán một cái miếng 1.000 m² đất ở đối diện thanh long bay, và sổ là cá nhân đang đứng tên, và giá thị trường lúc đó là 10 mấy tỷ, mà lúc Hiệp bán chỉ có 6.5 tỷ thôi, có nửa giá thị trường thôi, thậm chí là chưa được nửa giá, là non nữa. Và rất là nhiều anh chị chuyển cọc ngay lập tức, cái thời điểm đó đất bán rất là nhanh vậy, và quá rẻ nữa, quá đẹp nữa, mặt tiền nó hơn 30 m lận em, nó vuông, nó rất đẹp, 1.000 m² thổ cư bán quá rẻ. Nhưng mà sau đó Hiệp trả cọc lại hết từng người về, nói là Hiệp không bán, hoặc anh chị mà cứ muốn mua thì Hiệp chỉ qua giúp, và anh chị tự chịu trách nhiệm vì Hiệp không bán những cái bất động sản mà Hiệp phát hiện ra nó bị trục trặc sự cố, và Hiệp công khai luôn cho mọi người biết nó là như vậy. Thì ở đây những cái phương pháp đó thì Hiệp làm được, giúp đỡ cho người mua cũng như các bạn muốn làm môi giới thì ok được. Còn phương pháp black là Hiệp tuyệt đối không bao giờ dạy. Bởi vì khi mình gieo ra cái hạt giống xấu ở trong cái chương trình bậc thầy đầu tư bất động sản thực chiến, có một cái phần là anh gọi nó là phần hậu, tức là anh dạy cho phương pháp gieo hạt, đúng không? Thì anh sẽ phải là người gieo hạt tốt, chứ anh dạy thì mà anh không làm thì anh thua. Cái thứ hai nữa là anh dạy mà anh gieo cái hạt xấu thì anh cũng không được, cho nên là chỉ có thể gieo những cái hạt tốt mà thôi. Ok chưa? Rồi, trời ơi, nguyên một buổi luôn.
Tại vì có phát sinh thôi, tại vì lúc mà anh nói em thấy tới cái phần, mấy cái phần đó anh cũng đang dạy cho nên em hỏi thêm thôi. Thì khóa học về đầu tư thì tóm lại anh có 6 cái khóa. Dạ. Khóa học về làm môi giới, khóa học môi giới anh cũng có cái chương trình coach luôn trong vòng 1 năm luôn. Thì anh sẽ cầm tay chỉ việc cho từng thứ một, cũng có đi camp, cũng có đi thực tế luôn. Và gần như là tất cả các cái tỉnh thành toàn quốc anh đều có bạn bè làm bất động sản, nhưng anh sẽ xây dựng cái chương trình cho cái người mà học về môi giới, nó sẽ khác về cái chương trình về cái người đi mua, nó khác nhau bởi vì hai cái khía cạnh khác nhau. Nhưng mà anh, vì anh đứng ở hai khía cạnh cho nên là anh đều có những cái sự hướng dẫn. Còn ví dụ như là các bạn môi giới sẽ không biết là mình dùng bắt đầu từ đâu, đúng không? Bắt đầu từ đâu thì anh sẽ vẽ cho một cái map, thì có cái con đường đó mình cứ đi thôi, rồi đi đến điểm A mình sẽ gặp những vấn đề, những rào cản này nè, thì anh sẽ bày là khi đi đến điểm A thì em sẽ dùng những cái kiến thức, những kỹ năng này để em giải quyết rào cản này, rồi em đi tiếp sẽ gặp đến điểm B, điểm B em sẽ tiếp tục gặp những cái rào cản này, thì anh sẽ trang bị cho em những cái công cụ, những kỹ năng để em giải quyết điểm B, thì cứ thế thì em đi đến điểm em cần, thế thôi là xong, rất là đơn giản ha. Thì khi em có cái map ở trong tay rồi thì em đơn giản, còn khi không có map, tức là em không biết đi đâu về đâu thì nó sẽ là rối, là phức tạp. Mà cái map này xây dựng trên cái cơ sở là kinh nghiệm và kiến thức trong 15 năm làm nghề và giảng dạy của anh, chứ không phải là một cái sự tưởng tượng mà anh phải trả giá rất là nhiều tiền, nhiều chi phí, cơ hội và thời gian của mình ở trong đó rồi. Thì đó là quá trình. Rồi, hiểu kỹ chưa? Dạ rồi, nói chung là cảm ơn anh. Như lúc nãy em nói đây không phải là câu hỏi của riêng em mà của tất cả khán giả xem kênh của anh. Thì cũng cảm ơn anh hôm nay đã dành tí xíu thời gian ra đây ngồi cà phê để giải đáp các thắc mắc của em cũng như của các khán giả. Thì nếu mà được thì hôm nào cũng sẽ mời anh cà phê để hỏi thêm được không ạ? Hỏi chiến lược tiếp cái gì? Tại vì anh nói có hơn 40 chiến lược lận cho nên anh có 40 chiến lược đầu tư bất động sản. Hôm nay anh mới chia sẻ có một thôi, còn nhiều lắm. Một là đủ thấy mình giàu lên rồi đúng không? Nếu mà mình áp dụng đúng đúng không? Dạ vâng. Rồi ok, thực ra thì cái chương trình này Hiệp chưa bao giờ chia sẻ trước đây, nó chỉ nằm gói gọn ở trong cái phần là Hiệp đào tạo chuyên sâu thôi, chứ còn nếu phổ biến ra ngoài thì thực tế không phải là một mình Hiệp đâu mà tất cả mọi người đều như vậy. Tuy nhiên nó có một cái điều mà Hiệp cũng khá là trăn trở, tức là khi mà mình chia sẻ một cái video nó quá dài thì anh chị sẽ không có đủ sự kiên nhẫn và ít người có đủ sự kiên nhẫn để mà xem hết lắm. Còn nếu mình chia sẻ nó ngắn thì nó lại không có đủ ý để làm sao mà anh chị nắm hết cái tư duy và phương pháp làm để cho nó tới nơi. Chứ người ta hay nói là một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Cho nên là mình chia sẻ một nửa cái kinh nghiệm, một kiến thức thôi thì anh chị chưa có đủ cái độ sâu nắm bắt thì khi vận dụng đó, nó không có tới và có thể nó mang cái kết quả ngược. Thì thực ra nó là một cái sự khó giải thích. Đó là một sự khó giải thích thực sự anh chị. Còn ví dụ như là hôm nay Hiệp chia sẻ chiến lược lời từ khi mua, nhưng mà cũng đâu có chia sẻ được cặn kẽ từng chút một, ví dụ minh họa từng chút một, hoặc thậm chí là phải đi ra ngoài thực chiến từng chút một. Bởi vì cái kế hoạch là mình đang chia sẻ nó phương pháp chung tổng quát là như vậy, còn khi mà từng cái cá nhân mà anh chị gặp phải để anh chị đàm phán thì phương pháp đọc vị họ, phương pháp thấu hiểu họ, mình lại sử dụng những cái kỹ thuật khác, nó hoàn toàn khác. Và cái nữa là cái kỹ thuật ở đây là kỹ thuật một cách nó chính thống, nó minh bạch, nó tử tế nữa, chứ không phải là cái kỹ thuật là mình sử dụng kỹ thuật black, tức là mình chơi xấu, mình chơi bẩn, mình chơi cái mặt trái, không hề có cái kỹ thuật mặt trái gì trong đó. Mình vẫn có thể hoàn toàn đạt được cái nhu cầu, và cái nhu cầu này nó chỉ xảy ra khi cả hai bên cảm thấy cùng thoải mái thì nó sẽ xảy ra. Mà làm sao mà để cho người ta vừa bán rẻ mà vừa thoải mái thì đó mới là cái câu chuyện. Thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, nhưng Hiệp chia sẻ anh chị để anh chị thấu hiểu là Hiệp là người đến thời điểm này Hiệp vẫn muốn là người cho đi rất là lớn ở trong cái lĩnh vực của mình, đào tạo nói chung và bất động sản nói riêng, chứ không chỉ là mình chỉ biết được cái kinh nghiệm mình để đó, và không phải là người ta hay gọi là sống thì giữ đó còn chết thì mang theo kiểu vậy ha. Thì đương nhiên Hiệp vẫn muốn chia sẻ ra ngoài, nhưng mà trong một số cái giới hạn thì nó cũng không phải mong muốn của mình là đạt được, mặc dù mong muốn của mình rất là tốt anh chị, mong muốn rất là tốt, nhưng mà Hiệp có một cái mong muốn này thì Hiệp nghĩ anh chị nếu mà chịu khó vẫn làm được, đó là cái kiến thức và kinh nghiệm của Hiệp, Hiệp sẽ chia sẻ trải dài nhiều năm trước rồi và vẫn tiếp tục chia sẻ trong kênh Hiệp Bất Động Sản.
để anh chị có thể là khi rảnh mình mở ra mình xem, không cần phải học, không cần phải tốn tiền, không cần phải có một cái thời gian cố định nào cả. Anh chị chỉ cần mở ra xem cái kênh của Hiệp thôi thì Hiệp tin chắc là nó đã có rất nhiều cái kiến thức để giúp anh chị mua bất động sản. Hiệp không khẳng định là thành công tuyệt đối, nhưng nó sẽ tăng cái tỷ lệ thành công của anh chị lên rất rất là nhiều lần. Và đã rất nhiều người thực hiện cái phương pháp này rồi, chứ không phải là chưa có ai. Rất nhiều người đã làm và đã trở nên thành công. Có người thì nhắn tin ở trên comment ở trên kênh, có người thì nhắn tin cho Hiệp, có người thì khi mà gọi điện rồi có những khách hàng ở nước ngoài. Em nhớ anh khách ở nước ngoài không? Anh theo dõi, anh rất là âm thầm theo dõi trong vòng nhiều năm. Xong sau đó gọi điện và gặp nhân viên thì anh chia sẻ lại anh nhận được cái giá trị từ cái kênh của anh Hiệp rất là nhiều, đúng không? Dạ. Và bây giờ thì thứ nhất là anh cảm ơn, thứ hai là anh cho ngược lại, anh nhận rồi bây giờ anh sẽ cho ngược lại, anh cho ngược lại rất là nhiều. Thì đây là những cái vị khách mà Hiệp vô cùng trân trọng, cái sự tử tế, cái sự cũng thấu hiểu và cho qua cho lại cho đi đó anh chị. Thì bản thân Hiệp cũng giữ cái phương châm này cho suốt cái quá trình mình làm. Và một lần nữa thì cả hai anh em cảm ơn tất cả các anh chị đã xem, và hy vọng là sẽ gặp anh chị lại ở trong những cái video tiếp theo để chia sẻ những cái kinh nghiệm, có những cái buổi gọi có thể gọi là talk show, thì có những buổi nói chuyện nó vừa vui vẻ thì vừa trao đổi nhưng mà sẽ giúp nhau phát triển. Đó là cái mà Hiệp rất là thích ở trong cái quá trình mình làm, tức là không có chỉ là cà phê tán gẫu hoặc là cứ đãi nhau ăn uống cả ngày thì không thích, mà Hiệp thích là ăn uống thì không quan trọng, đúng không anh chị, nhưng mà quan trọng thứ nhất là ăn với ai, và thứ hai là cái buổi ăn đó nó có giúp mình tốt hơn hay không, cái buổi uống, buổi nói chuyện, buổi gặp gỡ đó, nó có giúp mình tiến bộ hay không. Thì đó là cái phương châm và cái mong muốn của Hiệp. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem, và hai anh em cùng chào khán giả và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.